Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hương Giang đón tuổi mới ngọt ngào bên Mát Liêu, mang chúc mừng sinh nhật khiến dân tình phát sốt. Ngày 29 tháng 12 cũng chính là ngày Hương Giang bước sang tuổi 30. Sau những sóng gió vừa qua, giờ đây nàng hậu đã trở lại showbiz và thoải mái chia sẻ về cuộc sống. Là người âm thầm bên cạnh Hương Giang suốt hơn một năm qua, mang chúc mừng sinh nhật của Mát Liêu được dân tình trông chờ nhất. Đến hẹn lại lên, tối nay đàn trai đã xả loạt ảnh cả hai lên đồ như vợ chồng son trong tiệc sinh nhật thân mật cùng hội bạn. Đây là tiệc mừng tuổi mới của Hương Giang cùng một cô bạn thân. Đặc biệt, cặp đôi còn chiêu đãi người hâm mộ, tiệc cẩu lương chất lượng, làm màn hôn má, ôm ấp siêu tình cảm. Đáng chú ý, năm nay CEO chúc mừng sinh nhật bạn gái bằng 100% tiếng Việt, lời nào cũng ngôn tình, ngọt như mật. Hôm nay, Hương Giang đích thị là người phụ nữ hạnh phúc nhất rồi. Mách Liêu hôn má, chúc mừng sinh nhật bạn gái bằng 100% tiếng Việt, dân tình đọc mà ghen tị với Hương Giang quá. Hương Giang đeo nhẫn kim cương to vật vã, lên đồ khoe trọn body bên bạn trai. Hương Giang, Mách Liêu, tình tứ như vợ chồng son thế này thì bảo sao dân tình hối thúc siêu hôn lễ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.